Dạ, chào thầy ạ. Chưa, mình bật cam lên giúp em đi ạ. Nghe đây nào. Ok, chưa, chị nghe thì rõ em nói không ạ? Hello teacher. Nghe rõ em. Ok, dạ vâng ạ. Vậy thì mình cho con vào học Hello với em nhé. Ok, teacher. hello. Hello teacher. Hello Thầy gọi ra teacher. cho anh hai học. Chết chờ đến tên Hùng á, chết chờ. Okay. Hello. Ok. You are that right? You are that right? Có là đạt đúng không? Đúng Nhỏ ạ. con nhỏ con không nghe hả? Okay. Có là đạt đúng không nào? À, thầy có thể nói to hơn một xíu nữa không? Tại vì theo mẹ thì mẹ nghe được, nhưng mà bé thì bé nó nghe cũng không được rõ lắm á thầy. Vâng, chứ nhà mình có tai nghe không ạ? Nhà mình có tai Tại nghe. vì có Vâng, tại mình tai đeo tai nghe, nghe cho nhưng con đi mà ạ. tại vì mẹ sợ là bé nó học nó không khung máy á, nên là mẹ cũng muốn là theo dõi để bé học á. Dạ vâng, ok. Alright, so good evening. Can you hear? Okay, good. Alright, so welcome that to Pantano class. Okay. Alright, can you hear? Có nghe rõ thì nói không nào? Okay, nói to lên nha. Okay. Speak louder. Okay. Alright. So welcome to Pantano class. And today is the first time we meet, right? Đây là buổi học đầu tiên của chúng ta đúng không nào? Alright. So the first one, I will introduce myself, okay? Okay. Đầu tiên thì thầy sẽ giới thiệu bản thân của thầy được chưa nào? Okay. So my name is Hùng. My full name is Trần Mạnh Hùng, and I'm the fourth year student in International School of Thái Nguyên University, and I'm a teacher at Pantado. And today, I'm very happy to have you learning English. Do you understand? All right. Now, let's translate it to me, okay? Có thể dịch lại cho thầy nghe được không? Không biết thầy. Okay. Who am I? Who am I? I am a Hùng. My name's Hùng. Okay. Thầy gì nhỉ? My name's Hùng. No, oh, tên của con là Đạt, tên của thầy là Hùng, okay. Yeah. All right. Rồi, thầy tên là Hùng và thầy đến từ Thái Nguyên, okay. Và thầy hiện tại thì đang là giảng viên tại trung tâm Anh ngữ Pantado. And today, ngày hôm nay thì thầy rất là vui khi mà chúng ta bắt đầu một lớp học mới, okay. Nào bật mic lên nào. Okay. Rồi. So can you introduce some information about yourself? Con có thể giới thiệu một chút thông tin cơ bản về con có được không? Okay, thầy sẽ hỏi và mình trả lời nhé. Okay. Are you ready? Are you ready? Sẵn sàng chưa nào? All right. What is your name? Okay, what is your full name? My full name is Lê Minh Đạt. My full name is Lê Minh Đạt. Okay, good. How old are you? I'm 8 years old. What? How old? I'm 8 years
8 years old. Bao nhiêu tuổi nhỉ? 8. Oh. Years old. Bao nhiêu tuổi nhỉ? Bao nhiêu tuổi nhỉ? 8 là mấy nhỉ? Con 8 tuổi. Yes. Where are you from? Where do you come from? Where do you come from? Con đến từ đâu? Con đến từ đâu nhỉ? Where do you come from? Where do you come from? Hà Nội. Em from Hà Nội. Con đến từ tỉnh nào nhỉ? Con đến từ Hà Nội. Where do you live? Con sống ở tỉnh quận nào? Ở phường nào? This is phường Bình Chiểu. Phường Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Yeah. Vậy tại sao nó là thành phố Hà Nội? Nào, con đến từ đâu mà? Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ok, good. Rồi. How many members in your family? Trong gia đình mình có bao nhiêu thành viên nhỉ? There are five people. Five members in your family. Có mấy thành viên? Eight people. Có bao nhiêu thành viên nhỉ? Nhà mình có bao nhiêu thành viên nhỉ? Có bao nhiêu người nhỉ? Nào, không nghịch lung tung. Four people. Okay, four peoples. Who are they? Vậy thì họ là ai? Who are they? Họ là ai nhỉ? Your mom. My brother. Your brother. What else? Grandmother. Grandmother. Okay, what else? Grandfather. Thầy đang hỏi hiện tại nhà mình có bao nhiêu người? Four. Okay, four people. Who are they? Vậy thì họ là ai nhỉ? They are baby brother, mother, grandfather, grandmother, and grandfather. Tôi hỏi là hiện tại gia đình nhà con ấy, được chưa nào? Có bao nhiêu người đang sinh sống trong một nhà? Ok, họ là ai? Mother, baby brother, grandmother, and father. Vậy là có, chúng ta có gì nhỉ? Parents, bố mẹ đúng không nào? Là mấy người rồi? Dạ. Yeah. Con không có bố, bố con ở nhà nội. Okay. Còn con đang ở nhà ngoại. Okay, rồi, okay, good. What is your hobby? What is your hobby? Hobby. Yeah. Sở thích của con là gì? Sở thích của con là gì nhỉ? Play phone. What? Play a phone. Play a phone. Okay. Làm gì nhỉ? Chơi điện thoại à? Đúng không? Có đúng là chơi điện thoại không nào? Dạ. Yeah. Có đúng là chơi điện thoại không? Sở thích của con mà. Sở thích của con. Đi máy bay. Đã hỏi sở thích của con là gì? Con là đi máy bay.
Sở thích của con là đi máy bay. Ok. Rồi, trước khi mà chúng ta vào buổi học, thầy sẽ có một vài những yêu cầu nhất như sau được chưa nào? Trong giờ học, ok. Chúng ta sẽ có some rules, ok. Nó sẽ có một vài những quy tắc như sau. Now pay attention, tập trung. The first one, always be on time. Đầu tiên là luôn lên đúng giờ cho thầy được chưa? Như ngày hôm nay nha. Ok. Ngày nào 8 giờ con cũng học hết Lên đúng giờ nha, không lên muộn, ok. Tiếp theo là buổi trước cô gì dạy nhỉ? Cô Nhi đúng không? con Nhi. Ok. Có vở viết rồi đúng nào? Ok. Luôn luôn có vở và ghi chép lại bài, ok. Được chưa? Yêu cầu thứ ba. Nào tập trung. Yêu cầu thứ ba, không ăn vặt trong giờ, ok. Không được ăn vặt trong giờ. Có thể được uống nước nha. You can drink, ok. Drink water. Có thể uống nước nhưng không ăn vặt cái gì, ok. Được chưa nào? Và thứ tư, and the fourth, không được làm bất cứ một cái việc gì khi thầy chưa cho phép, ok. Thầy chỉ nhắc đúng 2 lần nha. Ok, đây là lần đầu tiên. Ok, và còn một lần cuối cùng nữa. Ok, một lần cuối cùng nữa thầy mà nhắc thì là sẽ nghỉ luôn, được chưa nào? Thầy sẽ không dạy nữa nha. Ok, rõ chưa? Làm việc gì cũng phải xin phép thầy, được chưa nào? Thầy chưa đồng ý thì đừng có đi đâu nha. Understand, hiểu chưa nào? Rồi, ok. Nhất là việc là đừng có vẽ lung tung lên trên màn hình của thầy nha. Now, today we will start with grammar one. Nay chúng ta sẽ học về ngữ pháp 1, được chưa nào? Alright, so welcome to grammar time. Chúng ta sẽ cùng đến với thời gian dành cho ôn tập về ngữ pháp, được chưa nào? Ok, are you ready? Are you ready? Nói to thì nghe nào. Yes. Ok, good. Rồi. Now, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với alphabet, ok? Thầy ơi, cái này con học thầy. Alphabet. Cho cái chữ này con Sing biết the rồi. alphabet song. Nào, listen, nghe kỹ. Nghe được nhạc không nào? Không. Ờ, thầy share nhạc rồi đó. Có nghe được. Ơi, con không nghe được nhạc. Vậy. Có nghe được Thầy thầy nói, thầy nói mở nhạc con không nghe thấy đúng không? con không nghe. Thầy mở lại thầy. Thầy mở lại Page 4. Con nghe được chưa? The alphabet. Em đã mở chưa? Sing Chị chưa the nghe được. alphabet song. Em mở rồi, chị nghe được chưa ạ? Nghe được âm thanh em. Em share âm thanh rồi chị nghe thấy được chưa? Không, không nghe gì hết. Em share âm thanh Cái rồi gì đấy ạ. cái màn hình đó luôn. Cũng không nghe được âm thanh em. Chỉ nghe âm thanh em nói thôi. Chứ còn mà về cái Page của bên four. nghe được em ạ. The alphabet. Nghe được chưa chị ơi? Sing the alphabet song. Mình nghe được Vậy chưa đó. chị? Mình có nghe được không ạ? Chỉ nghe tiếng em nói thôi. Ok, vậy mình kiểm tra lại cho em về cái phần kết nối của mình nhé. Tại vì là em share hết âm thanh rồi đấy. Nhưng mà không nghe được, chỉ nghe được âm thanh em nói thôi sao ta? Để chị rút cái tai nghe ra thử, em mở lại chị nghe coi. Chị bỏ tai nghe ra rồi, em thử lại Page 4. cái âm thanh. The Nghe được chưa alphabet. ạ? Sing Không luôn the em ạ. alphabet song. À, vậy là chắc là nó lại có lỗi kết nối gì đấy rồi chị, tại vì là ở đây em share hết màn hình rồi, em share cả âm thanh luôn rồi.
nhưng mà chị không biết nữa, nhưng mà em nói thì chị vẫn nghe, thầy nói thì cô thì nói thì ở bên đây vẫn nghe bình thường, nhưng mà âm thanh của bài dạy thì không nghe được. Có chứ chị. Chưa em. À, vậy chắc là nó lại bị lỗi vấn đề gì đấy rồi. Ok. Vậy thì mình sẽ tạm thời mình sẽ bỏ qua bài nghe này chị nhé. Rồi ok. Page 4. Numbers. Ok. Nghe được thầy nói không nào? Ok nào. Vậy thì ta sẽ xong practice. Ok. We will study about the practice. Ok. Now. Task 1. Write the first letter and find the name of the animals. Ok. Ở đây thì thầy cho con bao nhiêu từ đấy nhỉ? Nào nhìn nào. Số lượng thầy cho bao nhiêu đây? How many letters? How many words? Seven. Oh, yeah. Seven words, right? 7 từ đúng không nào? Ở đây nào. Let's look at number 1. Hãy nhìn vào số 1 nào. Hãy nhìn vào số 1. Rồi, ở đây người ta thầy cho một chỗ trống ở đằng trước đúng không nào? Và mình phải điền một chữ cái vào đây đúng không? Right. Có đúng không nào? This is a missing letter. Ở đây thì đang bị thiếu một chữ này. Và người ta phải điền một chữ cái vào đây đúng không? Để bắt đầu tên của một con vật đúng không nào? Ví dụ nào, number one. What is it? Con này là con gì đây nhỉ? Gorilla. Yes, gorilla. Là con gì nhỉ? Gorilla. Con tinh tinh. Yes, con tinh tinh đúng không nào? Vậy thì bây giờ con hãy nhìn vào các cái số này. Ok, look at the number. Look at the number in the words and the number in the picture. Ok, and write the missing words. Ok. Understand? Nào, 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 nào. Nghe thầy nói đã. Thầy đã bảo làm đâu. Nào, bài này mình sẽ làm như thế nào đây nhỉ? Thầy vừa giải thích rồi. Đầu tiên là mình làm gì nhỉ? Nghe thấy thầy nói không? Nào thầy đang hỏi là bài này yêu cầu mình làm gì nhỉ? Yêu cầu của đầu bài chúng ta là gì đây? Làm gì nhỉ? Write. Rồi. Write the first letter. Là viết cái gì nhỉ? Chữ cái đầu tiên. Để làm gì nhỉ? Để làm gì đây? Find the name of the animal. Để làm gì nhỉ? Để làm gì đấy nhỉ? Find the name of animal. Tìm cái gì nhỉ? Name. Tìm con cho con dọn. Yes. Rồi mỗi một con vật ở đây thầy đều cho hình ảnh này. Đúng chưa? Tiếp theo là các chữ cái đằng sau này. Vậy thì bây giờ mình hãy viết cho thầy các cái missing word ở đây, ok? Understand? Hiểu chưa nào? Thầy ơi, con thích hai con chưa? What? Nói to lên thầy nghe. Con vật số 2 con chưa có hàng không? Ok, con số 2 chưa học vậy thì sẽ bỏ qua con này được chưa? Ok. Rồi vậy thì bây giờ hãy bắt đầu từ con số 3 nào. Let's start with number 3, ok? Nào, let's do it. Nhìn kỹ nha.
Xong chưa nào? Nào, xong rồi thì phải nói nào. Chứ không thể nào mà cứ im im gật đầu nhá, trong giờ phải nói nhá, ok? Ok. Now, number two. Con này là con gì đây nhỉ? Yes, chúng ta gọi nó chung nó là insect. Ok. Insect. Insect. Ok. Insect. Được chưa nào? Tiếp đến number three. What is it? Number three, which animal is it? Rabbit. Yeah, rabbit. Con gì đây nhỉ? Con gì đấy? Rabbit. Crocodile. No, number three, rabbit. Rabbit. Con gì nhỉ? Con thỏ. Yes. Number four. Oh, con này là con gì đấy? Crocodile. Oh, đây chúng ta gọi nó là alligator. Được chưa nào? Nó là alligator. Được chưa? Crocodile là con cá sấu Nam Mỹ. Được chưa nào? Còn alligator là con cá sấu nhiệt đới. Ok. Cả hai đều là nói về cá sấu. Được chưa nào? Ok. And number five. What is it? What animal is it? Yeah, fish. Con gì nhỉ? Cá. Yes. Number six. Fox. Ah, fox. Con gì đây? Elephant. Ah, fox là con gì nhỉ? Con kén. Yes. And the last, what animal is it? Vậy thì con cuối cùng này. Okay, elephant. Elephant. Con gì nhỉ? Elephant, con gì đấy? Voi. Yes. And what animal is it? What giraffe. Animal is it? What? Giraffe. 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 Con gì đây? Giraffe. Cá cổ. Yes. Nào ngồi nghiêm túc. Now, let's write, draw and find the numbers, okay? Ở đây thầy có picture về các con số được chưa nào? And now, write, okay? Bây giờ hãy tìm và viết cho thầy được chưa nào? What number is it? Số mấy đây nhỉ? Now, right. Hãy viết bằng chữ cho thầy nào. Không viết bằng số. Ok. Write it in word, not in number. Tất cả cái sau này nữa được chưa nào? Nào nào tập trung làm nào. Hello. Thầy chờ tí ha thầy. Con làm gì nào? Nào mình tập trung làm bài đã nào. Lát nữa thì mình sẽ xử lý sau. Nào, tiếp tục với các bức tranh còn lại nào, điền cho thầy nào.
À, làm nốt bức tranh cuối cho thầy nào. Xong chưa? Xong chưa nào? Finish. Yes. Okay. Now, what number is it? It's number. Two. Yes, number two. What number is it? Two. Five. Number. Five. Yes, number five. And what number is it? It's Seven. number. It's number. Seven. Yes, it's number seven, right? Số mấy nhỉ? Số mấy đây? Có bảy. This one. Five. Okay, good. All right, now task three. Để read the code and find the secret. Vậy thì bây giờ nhá. Ở đây thầy cho các cái ký tự này. Đúng không nào? Chữ A thì bằng với số 1 đúng không nào? C thì là số 2. E là số 3. Được chưa? Vậy thì bây giờ anh nhìn vào đây thầy cho một dòng ở bên dưới này. Các cái chữ cái liên quan đến các con số. Vậy thì con hãy lắp ghép các cái con số này với các cái chữ cái lần lượt vào đây cho thầy. Ok. Ví dụ như đây này. Two thì là tương ứng với số gì? À, chữ gì? Two thì tương ứng với số gì đấy? Chữ gì đấy? Number C. two. Yes. Ok, vậy thì bây giờ hãy đọc và điền lần lượt vào đây cho thầy được chưa? Để tìm ra xem bí mật ở đây là gì nhá. Ok. Understand. Hiểu không nào? Rồi, làm bài nhanh nào. Điền lần lượt các cái chữ cái vào đây cho thầy nhá. Dựa theo các con số mà thầy cho ở trên. Tao không biết hài. Nào nhìn cho thầy xem là six là số mấy. Sáu. Ok, thế số 6 bằng với số bằng chữ gì đây? O, đúng không nào? Điền vào đây cho thầy. O. Rồi lần lượt các cái chữ cái còn lại được chưa? Sẽ nhìn theo các cái con số này nhá. Understand. S thì bằng chữ gì đây? S, number S. Number S bằng chữ gì đấy? R, chưa nào, điền vào đây. Rồi, nào, bây giờ lần lượt các cái chữ cái này nào. Đã hiểu cách làm chưa? Do you understand? Okay, now let's do it. Nào, làm nhanh cho thầy xem nào. Sao là number 5? Number 5 nó bằng với chữ cái gì nào? Này nó có khó không? Rất là dễ đúng không nào? Giờ chỉ cần nhìn xem đấy là số mấy này để chúng ta điền chữ vào thôi. Ok, good. Rồi tiếp tục nào.
Ok, vậy thì để cho thầy biết xem dòng này có chữ cái này là gì nhỉ? Dòng này, what does it means? Đọc cho thầy lên cái dòng này lên nào. Okay. Corky, corky. Tiếp nào. Đằng sau nào, về đằng sau nào. The gì nhỉ? Parrot. Parrot là con gì đấy nhỉ? Con vẹt. Yes, con vẹt Corky đúng không nào? Có đúng không nào? Con vẹt tên là gì? Con vẹt này tên là gì nhỉ? Tên của nó cơ mà. Tên của nó là gì nhỉ? Thầy cho vào đầu đây này. Corky đúng không nào? Corky, right? Rồi nào, vậy thì ở đây thì thầy sẽ cho một cái bảng như thế này. Và hãy nhìn cho thầy xem. Two clouds here. Ở đây thầy có hai gì nhỉ? Hai gì đấy? Cloud. Thầy đang hỏi là hai cái này là hai cái gì nhỉ? Thầy đang hỏi hai cái người này này. Thầy đang hỏi hai người này là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Họ là ai? chú Yes. hề bên ngoài. Yes. Họ là những chú hề đúng không nào? Và nhìn trên người mỗi một chú hề thì có chữ gì kia nhỉ? Nào không nghịch nào. Có chữ ơ và chữ ân đúng không nào? Vậy thì với chữ ơ và chữ ân này thì mình làm gì nhỉ? Mình phải làm gì nhỉ? Mình làm gì với chữ ơ ân này và những cái quả gì đấy? Những cái này gọi là những cái gì nhỉ? Hay gọi là những quả gì nhỉ? Bóng Balloon đúng không nào? Vậy thì với những quả bóng này, với những chú hề này thì chúng ta phải làm gì đây? chúng ta phải đọc ra cho đúng. Làm gì nhỉ? Làm gì đây? Nhìn vào ví dụ này. Draw lines and match. Chúng ta sẽ vẽ hoặc là chúng ta nối được chưa nào? Nối cho thầy các cái con vật này hay các cái đồ vật này được chưa? Nó sẽ đi với mạo từ ơ hay là mạo từ ân. Được chưa nào? Ví dụ này, ví dụ như chúng ta đây có chúng ta có cat đúng không nào? Là con gì nhỉ? Thầy đã bảo làm Con đâu? mèo. Con mèo. Con mèo thì đi với mạo từ nào? Mạo từ ơ đúng không? Vậy thì bây giờ em làm cho thầy nhá, được chưa? Understand. Ok, let's match, nào có từ mới nào ở đây không con? Any new words? Có từ mới nào không nhỉ? Nếu như con nối ân nào nào nào, nếu như con nối bên ân này nhá, thì con hãy nối bằng màu khác để cho nó đỡ nhầm được chưa? Ok. Đầu tiên là nối ơ trước cho thầy bằng một màu, sau đó mới nối đến ân nhá. Nối tất cả các quả bóng ở đây cho thầy nhá. Hai. Thế vậy thì bây giờ hãy nối sang phần ân, mạo từ ân nào. Hãy chuyển màu nó đi nha, để nó không bị nhầm.
Xong chưa nào? Dạ rồi. Ok, xong rồi nhớ bảo thầy nha, ngồi lui vào nào. Ngồi hẳn hoi lên. Ok nào, cùng xem nhá. Xem là ơ thì đi với những danh từ nào hay những danh từ nào đi với mạo từ ơ nhá. Những danh từ nào đi với mạo từ ân được chưa? Ok. Rồi. Agunir là con gì đây? Agunir. Anh tắc Yes. Con tắc kè. Con tắc kè đúng không? Thì nó sẽ đi với nó sẽ đi với gì nhỉ? Ân đúng không nào? kè. Rồi. Ostrich là con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Ostrich. Con đàn điểu. Yes, con đà điểu. Vậy thì con đà điểu thì sẽ đi với mạo từ nào đấy? Con đà điểu đúng rồi, đi về ân. Tiếp đến window. Window là cái gì nhỉ? Sổ. Cửa sổ. Thế cửa sổ thì sẽ đi với ơ hay là ân? Oh. Đúng rồi, Tiếp nào, frog là con gì nhỉ? Con Frog, đúng rồi. Con ếch này thì sẽ đi với mạo từ nào đây? ếch. Not a, ok, Rồi, tiếp đến zebra, con gì nhỉ? Con ngựa Zebra mà, con ngựa vằn đúng không? Con ngựa vằn thì sẽ đi với mạo từ nào nhỉ? vàng. Zebra sẽ đi với đúng không nào? Rồi, thế apple. Apple thì sao? Apple sẽ đi với cái gì đây? Đi với anh. Un, not un. Un. Un apple. Được chưa nào? Un nha, not un. Ok. Not a. Được chưa? Không thêm dấu vào của thầy nha. Được chưa nào? Rồi tiếp đến kite là cái gì nhỉ? Kite. Là cái gì nhỉ? Kite là cái gì nhỉ? Cái Kite. gì? Cái Đúng gì? rồi. Cái gì? Con diều đúng không? Thế con elephant? Elephant. Elephant là con gì nhỉ? Voi. Con voi sẽ đi với ơ hay ân đây? Con voi mà. Con voi đi với ơ hay là ân? Ăn. Đúng rồi, đi về ân. Thế con cái này cuối cùng này là cái gì đấy nhỉ? Umbrella. Là cái gì nhỉ? Umbrella. Là cái dù. Yes. Thế thì umbrella Với sẽ đi với anh. ơ hay ân? Đi với anh. Đúng rồi. Vậy thì quy tắc nào để biết là danh từ nào đi với ơ và danh từ nào đi với ân nhỉ? Danh từ nào đi với ơ, danh từ nào đi với ân đây? Không có nhớ không? Không. Ok, chúng ta À, có. con nhớ Rồi. chữ chữ y, chữ u, chữ a, chữ o, chữ y, Ai? e, chữ ai. Sẽ đi với gì? Những từ mà bắt đầu bằng với nguyên âm thì sẽ đi với ân, đó chính là những từ bắt đầu bằng U, E, O, A, I đúng không nào? Còn những danh từ còn lại thì sẽ đi với đúng chưa? Nhớ câu nhớ quy tắc chưa nào? Nhớ rồi. Ok, good. Vậy thì bây giờ lại tiếp tục lên look and write or an, lại viết hay là an vào đây cho thầy nhá. Ok. Nào, let's do it. Hãy làm bài nào.
Thầy gớm quá, Nào, đang cửa học nào. em con quậy lắm thầy. Học xong thì ra xử em sau được chưa? Nha. Yeah. Ok. Xong chưa nào? Đi Ok, now. Number 3. Đi với mạo từ nào nhỉ? Octopus là cái gì nhỉ? dạ Octopus là cái gì nhỉ? dạ là con mực, bạch Octopus, con bạch tuộc. Con bạch tuộc thì đi mạo từ nào? tua dạ Đi với mạo từ nào nhỉ? anh. Đúng rồi. Tiếp đến pen là cái gì nhỉ? Pen là cái bút mực. Đúng rồi, pen là cái bút đúng nào đây đúng không? Có đúng đây không nào? Sẽ đi với Đúng. mạo từ gì nhỉ? Pen sẽ đi với mạo từ gì? Đúng rồi, Tiếp đến rubber. Rubber là cái gì nhỉ? Rubber. Chết rồi, rubber là cái gì đây nhỉ? Rubber là cái gì nhỉ? Là cái gì nhỉ? Cái thứ Rubber cơ mà. Rubber, rubber. Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Nào không thay đổi. eraser dạ thầy, là cây, là gươm. Cục gôm đúng không? Cục gôm tẩy đúng không nào? Rồi nào không bật các cái background lên nào. Rồi. Vậy thì nó sẽ đi với mạo từ nào? Rubber này. Rubber này sẽ đi với mạo từ nào nhỉ? Not a. Tiếp đến nào. Alligator là cái gì nhỉ? Vừa nói xong. Ta lại xóa đi rồi. Alligator. Xấu. Rồi, đi với mạo từ gì? Alligator. Đi với mạo từ nào? Anh. Ân, nào không nghịch. Thầy đã dặn là ngồi im nghiêm túc. Bỏ xuống. Tiếp đến nào, elephant là cái gì nhỉ? À, này con dâu Đi với mạo từ nào? đi ăn Ăn đúng không? Thế tiếp nào, teacher, đúng. teacher, mạo từ nào đây? Teacher là cái gì nhỉ? Đây là Rồi, thầy cô bag, bag là cái gì nhỉ? Bag. cặp. Đúng rồi, cái cặp đây đúng không? Cái túi đúng không? Thế đi với mạo từ gì? Rồi, thế cat là cái gì nhỉ? Dạ là Đúng rồi, con con mèo cào mèo. vây con cái sấu. Vậy thì sẽ đi với mạo từ nào? Mạo từ nào nhỉ? Cat sẽ đi với mạo từ nào đây? Đúng rồi, đúng không nào? Ok rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây được chưa? Về nhà học ôn kỹ lại cho thầy các cái kiến thức liên quan đến mạo từ này, được chưa? Ok. Understand. Dạ thầy ơi, mấy cái từ kia con học ở lớp ở trường Nguyễn Văn Bá thầy, Rồi nhưng vẫn con phải dạy học tiếng nha. Anh Miss Tuyến, Nhớ con chưa? Miss Tuyến. Dạ rồi. Ok, nhớ những việc cần làm nhá, buổi sau thầy sẽ kiểm tra được chưa? Chào, see you again. Thầy đã cho nghỉ chưa? Nhớ việc thầy dặn chưa? Ok, gọi mẹ vào thầy nói chuyện nào. Thầy trao đổi. Mẹ.
Dạ mẹ con đang tắm. Ok, vậy thì bảo mẹ là thầy có gì thầy sẽ trao đổi trên nhóm lớp nha. Ok. Và mẹ có gì Hả? trao đổi nhắn tin lại cho thầy trên nhóm lớp. Rõ chưa? Dạ. Dạ rõ. Ok. Được rồi. Bye, chị.